Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở thông tin truyền thông triển khai hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Các camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung phải hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định. Bộ đã chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng hệ thống giám sát và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai việc khảo sát, kết nối các camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung. Dự kiến hệ thống giám sát tập trung sẽ được hoàn thành trước ngày 10 tháng 5.